xin được cảm ơn phần trình diễn của thầy Đinh Trọng Văn. Vì lý do kỹ thuật không chuẩn bị kịp được cho thầy một cái micro và một thiết bị âm thanh để hoàn hảo được tiết mục của thầy. Tuy nhiên, tiết mục vừa rồi các bạn có thấy hay không ạ?